bộ công thương vừa ban hành quyết định về việc gia hạn thời hạn ra quyết định điều tra vụ việc chống bán phá giá cát thép theo Cục Phòng vệ Thương mại, để có thêm thời gian xem xét hồ sơ vụ việc và các thông tin liên quan, ngày 5 tháng 6, Bộ Công Thương ban hành quyết định số về việc gia hạn thời hạn ra quyết định điều tra vụ việc thêm 30 ngày. Trong đó, nêu rõ việc gia hạn ban hành quyết định điều tra thêm 30 ngày đối với hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá với sản phẩm cáp thép dự ứng lực được phân loại theo các mã có nguồn gốc từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc. Do vậy, thời hạn cuối cùng để ban hành quyết định liên quan tới vụ việc này được gia hạn đến ngày 5 tháng 7 năm 2023. 4 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 190 triệu đô la Mỹ, tăng gần 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm trên 84%. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, năm tháng, xuất khẩu rau quả đạt 1,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là mức tăng trưởng đứng thứ hai, chỉ sau ngành gạo. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu sầu riêng đạt hơn 190 triệu đô la Mỹ, tăng đột biến 573% so với cùng kỳ năm ngoái. Sầu riêng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, chiếm 84,3% tổng giá trị xuất khẩu loại quả này. Hiện Việt Nam có 293 vùng trồng và 115 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam được phía Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu chính thức sang thị trường này. Ngoài sầu riêng chính ngạch, Việt Nam và Trung Quốc còn ký nghị định thư với các loại quả như măng cụt, chuối và đang đàm phán để ký nghị định thư về thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, trôm trôm, xoài.